Jessica đang là top 1 server chiến thần Tarot. Bạn coi là đúng, bán là đúng. Kiều, Kiều, đây con cá. Rõ ràng hiện tại công việc của bốn la làm mắm đúng thừa nhận sai lầm lớn chuyện cho con. Sai. Ôi, cái diễn đúng đấy. Các cô giới thiệu hay không? Hay, hay á. Coi cậu khỏe đi. Một khi cô Jessica đã thích ai rồi thì coi như người nhà. Con này gì vậy? Sao miệng mày tanh quá? Mời ơi, đánh dữ vậy? Bốn ơi, nơi này bốn sống không quen, đưa nhau lên tàu kiếm chỗ khác bốn sống vui hơn. Chào tới ba cái cửa quỷ. Ở đây vui lắm, cứ ở một tháng. Má tao đòi mở tiệm nail Sài Gòn. Biểu không chết đi mặt bằng. Phải có một kế hoạch. Ăn nhắm tử tế được nghỉ miệng. Kêu đánh ức. Sao mà đánh bạn tao? Thì sao? Phủ đầu. Rẻ. Nghe chết. Vũ trụ nói rằng sẽ có một chuyến đi. Trời ơi, có cái chuyện này mà mày đạp cũng không xong nữa mày. Má má, bình thường là con đạp ga, còn giờ đạp dịch má. Mày đạp ga, đạp dịch thì cũng như cái quần người ta vậy. Thì vô dụng gì? Mày hay quá, mày vô mày đi. Má, nó đang núp bà la. Bị bắt bà vô như này. Bình tĩnh đi, cũng lên kế hoạch hết rồi. Chúng ta sẽ lên Đà Lạt. Excuse me. Kinh rap again. Bali.